mình phải mở cái này ra, mình dặn mình mở ốc này ra nha. Đó, mình sẽ dặn bằng mở hai ốc ra ra rồi, xong rồi tới hai cái ốc này mở ra luôn, dặn này lại, dặn này ra, nó sẽ ra như vậy nè. Trong này nó có cái mạch điện này, mạch điện điều khiển là cái tốc độ nè, rồi mạch sạc của nó sạc đây. Chào các bạn đã quay lại kênh mình nha. Hôm nay mình sẽ bung thử cái máy đấm lưng này nha các bạn. Hôm nay mình sẽ bung thử cái máy đấm lưng này, xem của nó cấu tạo của nó hoạt động như thế nào và nguyên lý hoạt động của nó nữa. Mình thấy của nó cái này nó có cảm biến hay sao các bạn? Có cảm biến hay sao? Mình bật lên thử nha, bật nhắn dữ nè, đó. Nó rung rung mà nó nặng ghê lắm nha, nó nặng ghê lắm. Mình mua khoảng 300 mấy trên Shopee, hàng này hàng loại tốt chứ không phải là dở đâu. Mình thấy là cái mình đặt dậy như vậy thì nó rung rung nhẹ nhàng, nhưng mình đè vô nó rung mạnh nè. Mình đè vô, mình để vậy thì rung nhẹ thôi, nó rung nhẹ như vậy, mình đè vô một cái nó rung mạnh. Mình biết cái chắc nó có cảm biến trong này nè. Giờ mình bung ra coi thử cái nguyên lý của nó hoạt động như thế nào, mình có chế được pin của nó không. Vậy cái pin của nó cũng nhanh hết trong thôi, nó cũng lâu hết, nó cũng nhanh hết lắm. Mình xài, nếu mình xài thường xuyên thì khoảng tiếng đồng hồ hết à. Nó có nhiều chế độ đó nha, 1 2 3 4 5 6 6 chế độ luôn. Cái chỗ sáu mạnh ghê lắm á, mình thấy không, nó rung rì luôn. Mình đè mạnh xuống này, mình đè vô nó mới rung, còn không đè nó không rung, nó rung nhẹ nhẹ như vậy nè. Giờ mình sẽ tắt, mình sẽ mở ra thử nha. Để nó có hai cái nút này, hai cái ốc này, cái ốc này nữa. Bây giờ mình sẽ mở thử. Mình cũng không biết cái cấu tạo hoặc cũng nói trong này hình hoạt động thế nào luôn. Mình thấy nó khá là nặng, không biết gì nó hoạt động như sao. Mình mở ra thử luôn. Nó có 500 hay sao này bạn, nó có 500 sao này. Mình để nó hút cái con vít này vô, mình mở ra đây. Để mình tìm cách mở sự như thế nào đó. Hiện tại mình mở hết ốc ra rồi mà chưa thấy cái bung ra. Thế mình tìm thử cách mở thế nào nha. Giờ mình mở nốt ốc này luôn. Mình cũng không biết cái đây hoạt động sao, mình cũng chưa mở đằng nào nên mình cũng không biết được. Để mở ra thử nha, mình tìm cách mở đó. Sau một lúc tìm hiểu thì mình cũng biết cách mở rồi. Mình phải mở cái này ra, dặn mình mở ốc này ra nha. Đó, mình sẽ dặn bằng mở hai ốc ra ra rồi, xong rồi tới hai cái ốc này mở ra luôn, dặn này lại, dặn này ra, nó sẽ ra như vậy nè. Trong này nó có cái mạch điện này, mạch điện điều khiển là cái tốc độ nè, rồi mạch sạc của nó sạc đây, cái tốc độ mở nguồn vậy thôi.
Trong đây cái mạch này thì bao gồm là sạc này, tốc điều chỉnh tốc độ 1, 2, 3, 4, mạch hiển thị LED và rút nguồn vậy thôi. Ở phía trước này bạn phải dặn nó ra nha, mình phải dặn ra trước, dặn ra. Đây nó bằng, không biết nó bằng nhựa hay sao, cứng lắm. Nó được bôi bôi nhớt đây nè, bôi mỡ, nó trơn lắm, trơn lắm. Giờ mình bung cái nắp ra luôn, mình xem thôi nha. Không có gì hết. Có cục pin trên đây. Còn một cái motor dưới đây. Motor này nó hoạt động theo chế độ là tĩnh tiến á. Nó quay nè, thấy không? Các bạn thấy nó quay không? Hoạt động theo chế độ tĩnh tiến, nó quay vô vậy, cái thuộc ra thuộc vô ra rồi vậy. Cũng hay. Nhưng mình tìm hiểu tại sao là mình để bình thường á thì nó chạy nhẹ nhẹ, mình nhấn mạnh vô hay nó chạy mạnh. Nó có cảm biến gì không? Bung hay dây motor nè. Nhắc ra. Cái mạch đây là mạch công suất và mạch sạc luôn. Không có cái cảm biến gì trong này không? Tại sao là khi mình nhấn vô thì nó chạy mạnh, mà nhấn ít thì nó chạy ít. Để mình coi lại cái phía dưới này nha. Để đây. Trục nó chạy từng tiếng này. Quay này. Đó. Nó thấy không? Nó chạy từng tiếng này. Nó đẩy ra đây vô, đẩy ra đây vô thôi. Mình nghĩ ở dưới này nó không có gì đâu các bạn, nó chỉ có mỗi motor, biết cái motor gì không? Motor 775 á, như vậy thôi chứ không có gì nữa đâu. Mình mở luôn đây ra. Mình cậy dưới ra luôn coi. Cậy được nè. Có cái ngàm vậy thôi. Mình nãy nó cạch 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 luôn. Đấy, mình biết ngay mà. Nó có mũi motor 775 thôi chứ có gì đâu. Thế nó có cái ngàm gì đây mình gắn vô. Nó không khớp, nó rớt ra cái chết. Thôi không có gì đâu các bạn ơi. Không có gì hết, chỉ mỗi cái motor này, cái dây điện này nó xuống motor rồi thôi. Bật lại. Mình biết tại sao nó, mình biết tại sao nó ấy rồi, nó mình khi mình nhấn vô mạnh này nó sẽ chạy mạnh, còn bình thường chạy yếu. Mình biết tại sao rồi, biết bạn sao không? Mình nghĩ á, cái mạch này các bạn, cái mạch này nó sẽ đo công suất. Khi mình chưa có xài á, mình chưa có đụng vô nhiều á, thì nó chạy từ từ, nó quay, nó điều khiển cái motor này nè, nó điều khiển motor, nó chạy từ từ thôi. Khi mình ấn vô á, mình ấn cái này vô thì motor nó bị quá tải đi, kiểu dạng như vậy đó, thì công suất tăng lên, thì cái mạch này nè nó sẽ xuất hiện là hiện tại motor nó đang quá tải, thì nó tăng cái dòng điện và cái điện áp lên, thì motor sẽ nhanh một chút. Đó, mình nghĩ là vậy đó, chứ một cây mình đâu có thấy cảm biến gì đâu. Bạn thấy không, nó có mỗi cái mạch này thôi, với cái trục này, với cái dây điện này là nó truyền xuống dưới cái pin này thôi, với cái motor này thôi, đâu có gì đâu.
đây nó có trục này, nó chạy từng tiếng vậy nè, chạy vậy nè, giờ lên xuống xuống làm trịnh tiếng tiếng đó, thấy cũng đơn giản ha. Mà cái pin này mình nghĩ mình là độ được này các bạn, độ được nha. Hiện tại mình đương chưa xài cái này nhiều nên mình chưa có độ đâu, hôm nào mình sẽ mở ra mình thay hai viên pin cái của dung lượng cao vô. Chứ mình thấy viên pin này cái pin mà đỏ đỏ như vậy là cái pin dỗm rồi đó, chứ không có pin này không xong, cái dung lượng nó không có cao được. Hiện tại mình chưa xài nhiều á nên mình cứ tạm thời để này, mình mới mình coi thử nguyên tí cái cấu tạo hoạt động như thế nào thôi. Mình có nghĩ nó có cảm biến trong này, cảm biến lực hệ gì trong này chứ ai không phải, không có gì hết. Nó chỉ chạy mạnh chạy yếu dựa vào cái công suất đưa ra của cái motor này. Nếu mà các bạn, nếu mà mình xài á mà mình đề mạnh vô thì motor nó chạy cứ như là nó quá tải lên, thì nó cái mạch điện nó sẽ nhận biết là motor đang hoạt động quá tải, thì nó sẽ tăng dòng điện áp lên thì motor chạy nhanh hơn một chút, vậy thôi chứ không có gì hết. Cái con IC này nè, mình không rõ là con IC này là hiệu gì mình không thấy rõ, nhưng mình cũng chưa biết được, chứ mà nghĩ nguyên lý hoạt động của nó là vậy thôi chứ không có gì khác. Mà công nhận mình thấy Trung Quốc nó tài nha, nó làm cái gì cũng được hết. Nên mình thấy Việt Nam mình cũng nên đầu tư vào một cái trường nghiên cứu gì đó để mình tạo ra nhiều sản phẩm thú vị đi. Nhưng mà thấy thế này cũng đâu khó gì là phức tạp đâu, chỉ cần là nghiên cứu tìm hiểu một chút là được. Nó đơn giản hơn các bạn, có gì đâu khác đâu. Rồi bây giờ để mình ráp lại nha, ráp lại cũng dễ thôi. Giờ mình sẽ gắn lại cái pin cho nó. Có nhiêu đây không à? Cái motor này, motor 75 này mình mua trên ngồi ở ngoài chắc 70-80 gì đó. Cái pin này, cái pin hay những pin này rẻ ổn, nó có gì đâu. Cái mạch này mà nó tới 300 mấy ngàn. Công cán của nó làm nhưng mà mình thấy không cũng đắt à, không rẻ đâu. Giờ để mình ráp lại nha. Nó cho đúng cho không lắp sai là nó chạy, nó rung, nó kêu. Mình ập cái này trước. Ập cái này lại. Nó cho đúng nha. Mình nói là cái này nó rung mạnh lắm nha. Nó cực kỳ luôn á, đấm vô mình ấy tê người luôn á. Hay. Nhưng mà có một số cái nó cả triệu bạc luôn, mình không biết đâu nó có gì trong này luôn. Thì nó cũng chức năng như vậy thôi chứ khác gì đâu. Cái đâu mà ta đắt tiền dữ. Đó, giờ mình sẽ ráp lại nha. Hiện tại bên ngoài nó ồn lắm chứ mình không thể quay thêm được. Các bạn ốc cái nắp lại, xoay ra đúng đúng khớp nó, nó vô cái lỗ này nè. Như lỗ này. Xong cái này bằng cái bàn này mình đút cho vô đúng cái lỗ này. Xoay lại, dặn lại như cũ. Đây bên mình ngồi kia nó ồn ào quá nên mình không thể quay thêm được nữa. Rồi giờ mình sẽ gắn vô mình test thử nha, nó còn hoạt động không ha. Mà nghĩ là không sao, có gì đâu, có gì đâu mà không hoạt động, đơn giản quá mà. Nhấn cơ động nguồn lên đó, thấy không? Để bước một này đang chạy đó. Đề mạnh vô cái nó dòng áp tăng lên, cái mạch điều khiển cái motor chạy mạnh lên một chút, hay chưa? Mình thấy đơn giản cho mọi người mà nghiên cứu ra đây cũng hay nè, chứ không phải là đơn giản đâu. Rồi mình chuyển sang ráp ốc lại nha. Các bạn đã cảm ơn các bạn theo dõi kênh của mình nha.